nữa à? Trong đây nhiều hoa đẹp không? Mẹ tôi không lấy được mà con. Con đừng vào đấy con. Không lấy được ma. Ừ, đánh được ma thì ra bên này, đứng ra bên này, mẹ bảo mình nghe nhanh. Để mẹ xem bông hoa này. Bảo mình nghe. Để mẹ quay bông hoa này thôi. Đấy, đứng lên đấy. Con nhìn thấy một cái rụng. Các bạn nhìn thấy phía sau mình có nhiều hoa đẹp không? Mẹ con nhìn thấy một cái rụng ở dưới đất, con thấy hết não. Con tặng nó dối thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, phải đúng rồi. Mẹ toàn lấy rồi. Đây gọi là hoa gì? Hoa này sao? Hoa này phải hoa ngũ sắc không? Con lại nói linh tinh thôi, mẹ không ấy. Mẹ không cầm hoa. Đây này, cái hoa này đẹp này, cái hoa này mọc. Hoa này là cái gì? Đây là cái hoa gì vậy anh? Ừ? Im mẹ xem ở đây là cái hoa gì. Đây là cái hoa. Đây là cái cẩm thú cầu với cái gì nhỉ? Mẹ không ở đây, con nhìn đây này. Ngửi rồi không mùi mùi. Để nói nhiều. Chắn nó bung ra chứ. Quay quay đấy, tao đã quay quay rồi. Mẹ nói Vân Anh hư lắm nhá. Nghe là gì không? Đi để mẹ lấy bông hoa đẹp rồi. Đây còn có hoa gì nữa này à, bạn nhìn thấy lại đây này. Phía dưới này là bông hoa gì đây? Hoa mùi dờ, tránh ra kia. Mẹ mình mới thích quá. Để nó nhiều mình. Để. Đi chùa à? Đúng không anh biết ai đấy? Đâu. Đấy. Ai? Cô là cô nào? Cô gọi bồ chào ấy. Không biết. Không biết à? Cái cô nào? Cô gì ở nhà anh Nam hay gì ấy? Không? Cô nhớ anh Nam không? Cô... Cái hoa này có cả màu đỏ cô này mà. Cô Thối. Cô Thối này. Mình tỉnh, không thích không? Bảo tần không nghe thôi. Nó cái này mẹ đi vào mẹ hạ lễ đây. Ấy là vừa nay thật lâu dừng áp xuống ao đấy. Đây. Vâng, tranh thủ học, tranh thủ quay này. Dạ. Đó, con quay hoa cây cảnh à, quay cái hoa đằng kia chưa? Rồi, tí nữa con ra đấy. Cái hoa đỏ đỏ đấy. Vâng, con nhìn thấy rồi đấy. Tí nữa ra hoa này đẹp. Ờ. Chỉ cây hoa, cây cảnh các thứ thôi. Đầy hoa lên đầu mẹ. Đứng dịch ra, đứng dịch ra. Đầy hoa lên đầu mẹ. Có cho gì hoa lên đầu mẹ này? Cái cây gai gì? Hả? Cái gai là cô ca trộm cắt ở đầu. Cây gì hoa chứ mà gai ở đầu? Cây này cô ca trộm cắt ở đầu. Hả? Đây là cô ca trộm cắt. Đấy là cây ấy. Cây gì? Cây gai. Biết cá pha. Biết cái gì không? Cá pha cũng nhiều to. Hả? Cái gì? Cây cá vàng khổng lồ to. Cây cá vàng khổng lồ to. Đây là cái xe to, sâu vật hết xe to. Nhà chị Thảo có một ao cá để nó sâu. À đúng rồi, nhà Thảo có cây hoa này, giống cây hoa súng đấy. Nhà chị Thảo có một cây hoa đấy, nó có có gì? Sâu không? Có sâu á? Ở chỗ này có sâu á. Ở dưới đây chết đuối được. Ở nhà chị Thảo thì nó lông, nhưng mà đây là ao rồi, hồ rồi. Rồi đây là chết đuối. Thế nhà chị Thảo có chết đuối không? Cố quá. Vẫn chết đuối ạ. À. Chị Thảo nhà chị Thảo mà trẻ con nhảy xuống nó chết đuối, như Chi với Hồng Cú Khang mà nhảy xuống là chết đuối. Con. Con lớn thì mà con mà không đứng được thì con cũng chết đuối. Con đứng được hết. Thế. Nó thế cậu Tùng nhảy xuống cấp 1 thì cậu Tùng đứng được không? Cậu Tùng lớn hơn con đứng được thì cậu Tùng cũng đứng được. Đúng không? Thế mẹ à? Hả? Mẹ có đứng được không? Mẹ thì... Thế con nó đứng được, mẹ có đứng được không? Chép cái tay của con nhìn kinh khủng luôn đấy mẹ. Con đứng được thì mẹ có đứng được không? Đứng được.
thế thì thật là đúng rồi.